Xin chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 328 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy mất chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo tập trước lại nói, sau khi ba tôn thần vương bọn Tương Vương xoay người rời đi, thì lúc đấy ở trên chiến trường, Cổ Nhạc đột nhiên phi thân bay tới, cao giọng nói: "Sư huynh, Phong sư huynh, ta cần ngươi mau trở về tổ đình." Phong Hữu Trung ngẩng đầu nhìn về phía hắn hỏi: "Nơi này đang chém giết kịch liệt như vậy, đi tổ đình có chuyện gì quan trọng hay sao?" Cổ Nhạc chỉ nói hai chữ: "Hạc đế." Phong Hữu Trung lộ ra thần sắc kinh hỉ, mỉm cười nói: "Được, ta lập tức về ngay." Dứt lời, hắn liền phóng người bay thẳng về phía phương xa. Trong tổ đình, Lôi Trạch của thần, thần hậu nương nương, Tương Vương lần lượt đã tới. Cũng không lâu lắm, không trung chợt vặn vẹo, từng dòng thủy lưu chảy xuống, rơi xuống đất biến thành một gã thần nhân không có khuôn mặt, thiên cũng đã tới. Lại qua không bao lâu, mẫu hoàng đại đế cưỡi chân lưng thiên dực của thuyền đi tới tổ đình. Nàng hóa thành một nàng thiếu nữ, hình dáng dung mạo phảng phất như Tư Mệnh, khiến cho người ta kinh ngạc không thôi. Tiếp theo đấy, Càn Đô thần vương đi ra thiên ngoại thiên, động ngoại động, đối mặt với thiên. Ngay sau đấy, ánh mắt lập tức liền tách ra. "Nương nương có thể mượn được linh căn tử trúc hay không?" Trung Nhạc quay sang hỏi thần hậu nương nương. Thần hậu nương nương lắc lắc đầu nói: "Linh căn tử trúc được dùng để thủ hộ đạo giới, trong đó có sự quan hệ rất lớn, sợ rằng khó có thể thoát thân." Trung Nhạc yên lặng gật đầu, trong lòng thầm nghĩ: "Đạo giới rốt cuộc có tình huống gì, sao ngay cả hậu thổ nương nương cũng không có tinh lực cùng thời gian quan tâm tới hạ giới như vậy?" Lại qua thêm mười mấy ngày, Phong Hữu Trung một đường mệt mỏi chạy về. Trung Nhạc thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói: "Sư huynh đã tới, đại sự sẽ thành thôi. Các vị tiền bối, đạo huynh, xin hãy đợi ta và sư huynh thời gian 3 ngày. Sư huynh, chúng ta bế quan 3 ngày. Đám người có chút kinh ngạc. Càn Đô thần vương mỉm cười nói: "Người một lòng muốn lôi kéo Phong Thiên Nhân trở về, lại muốn bế quan 3 ngày, tới cùng là muốn làm cái gì đây? Trận chiến này các ngươi cũng chẳng có cơ hội mà nhúng tay vào đâu. 3 ngày sau gặp lại sẽ biết thôi." Trung Nhạc mỉm cười nói. Phong Hữu Trung và Trung Nhạc đi vào thánh điện dưới vực sâu của tổ đình. Trung Nhạc tới khởi thiên dực cổ thuyền, mời Phong Hữu Trung leo lên thiên dực cổ thuyền. Bản thân Phong Hữu Trung cũng không hiểu ý của hắn. "Sư đệ, 3 ngày cũng không thể để thăng bao nhiêu tu vi được, có thể làm gì được đây?" Trung Nhạc tới khởi thiên dực cổ thuyền rồi tới khởi tiên thiên thần đao, sắc mặt ngưng trọng nói: "Ta dự định phong ấn 200 năm tương lai của chúng ta, dùng 3 ngày làm một thời hạn, cắt đứt thời gian 200 năm tương lai của chúng ta, mời tới 24.334 chúng ta tương lai cùng nhau tham gia trận chiến này. 200 năm tương lai tới nữa, chúng ta đều phải biến mất khỏi thế gian này, phải tới 200 năm sau mới sẽ xuất hiện trở lại." "Tự chém 200 năm giống như hắc đế vậy sao? Hắc đế chính là cắt đứt thời gian 1.000 năm của chính mình làm 5 phần, chia nhau phong ấn trong 5 phiến thể không bất đồng. Cho dù có chết một người cũng sẽ không ảnh hưởng tới bản thể. Mà sư đệ lại là muốn chém 200 năm tương lai thành 24.334 phần. Những chúng ta tương lai này, cho dù có chết trận cũng sẽ không ảnh hưởng tới bản thể." Sắc mặt Phong Hữu Trung khẽ động, tán thưởng nói: "Thật không ngờ sư đệ lại có năng lực này. Tạo nghệ của ngươi tại đại đạo không gian và đại đạo trụ quang đã không thua kém gì hắc đế rồi." Trung Nhạc thi pháp có chút đồng dạng với hắc đế, thế nhưng bất đồng chính là hắc đế cắt đứt thời gian tương lai của chính mình chia ra làm 5 phần, mỗi một đoạn thời gian dài tới 200 năm. Mà tu vi của Trung Nhạc thì hơi thấp hơn một chút, chỉ có thể cắt đứt thời gian tương lai 200 năm. Muốn chém ra thời gian càng lâu hơn, cần tu vi càng hùng hậu hơn. Trước mắt Trung Nhạc chỉ có thể lấy ra thời gian 200 năm mà thôi. Bất quá, Trung Nhạc lại dùng số lượng để thủ thắng. Hắn dùng 3 ngày làm một đoạn thời gian, chia 200 năm ra làm hơn 24.000 phần, do đấy kéo hơn 24.000 chính mình trong 200 năm tương lai này tới hiện tại, để cho bọn họ dừng lại trong từng cái mặt cắt thời không kỳ dị.
Hắc đế phong ấn 5 cái chính mình và 5 đoạn thời gian kia trong những mặt cắt thời không độc lập, trực tiếp lấy ra 1.000 năm, hình thành nên một hệ thống lục đạo luân hồi. Ở trong những mặt cắt thời không đấy, hắn vĩnh viễn sẽ tồn tại, không ngừng từ khởi điểm thời gian luân hồi tới đích đến thời gian, lại từ đích đến thời gian luân hồi tới khởi điểm thời gian. Mà tu vi của Trung Nhạc vẫn chưa làm được một bước này, không thể triệt để phong ấn thời gian của bọn họ. Thời gian vừa tới, toàn bộ những bản thể tương lai đều sẽ quay trở về với thời gian, chỉ lưu lại một cỗ chân thân duy nhất trực tiếp đặt tới tương lai 200 năm sau. Cũng tức là nói, trong tương lai 200 năm tới đây, Trung Nhạc và Phong Hữu Trung đều sẽ biến mất khỏi thế gian này, chỉ tới hơi 200 năm sau bọn họ mới sẽ xuất hiện trở lại. Tương lai vốn dĩ chưa xác định, muốn làm được một điểm này cần phải biến tương lai chưa xác định trở thành xác định. Trong đấy, mấu chốt nhất chính là nhất định phải khiến cho đại đạo không gian và đại đạo trụ quang có thể luân hồi, biến thời gian quá khứ, vị lai và hiện tại của bản thân thành một vòng luân hồi, là một vòng luân hồi do vô số mặt cắt thời gian và mặt cắt không gian hình thành, là hệ thống luân hồi do quá khứ, vị lai và hiện tại hình thành của bản thân. Trên lý thuyết, chỉ cần trưởng khống được hai loại đại đạo vũ và trụ sẽ có thể làm được điểm này, mặc dù cực kỳ khó khăn, thế nhưng cũng không phải là không có khả năng. 10 vạn năm trước, Hắc Đế đã làm được một lần, mà Trung Nhạc tại thời điểm thi triển thất đạo luân hồi gọi ra 5 cái chính mình của thời gian một canh giờ tương lai, sóng vai cùng chính mình tác chiến, cũng là dùng vũ trụ luân hồi của bản thân mình. Chỉ là khi đấy tu vi hắn còn thấp, thế nhưng hiện tại tạo nghệ của hắn trên hai đạo vũ và trụ đã không thua kém gì Hắc Đế, thậm chí còn đã siêu việt hơn một bậc. Hắc Đế vẫn chưa luyện thành đại đạo không gian và đại đạo trụ quang dưới trạng thái tiên thiên, mà hắn thì đã luyện thành. Đây là chỗ Hắc Đế không bằng Trung Nhạc, cũng là nguyên nhân vì sao lần này Trung Nhạc có thể nhất cỗ tắc khí kéo hơn về 24.000 chính mình của thời gian 200 năm tương lai. Trong mắt của Phong Hữu Trung chấp động tinh quang nói: "Thời gian 3 ngày bế quan này của sư đệ nhất định là có chỗ kỳ lạ gì rồi. Người muốn chặt đứt thời gian 3 ngày mà cũng bế quan 3 ngày, chẳng lẽ trong này có sự liên hệ gì hay sao?" Bản thân hắn là đạo sĩ, cực kỳ si mê đối với đạo. Lần này Trung Nhạc muốn lấy ra thời gian 200 năm của chính mình, khiến cho hắn cực kỳ tò mò, không nhịn được nghĩ muốn tìm tòi nghiên cứu thần thông mà Trung Nhạc thi triển ra và đạo lý bao hàm bên trong đấy. Trung Nhạc khẽ gật đầu, quang lân sau đầu từ từ chuyển động, hắn mỉm cười nói: "3 ngày bế quan này là ta cần luyện thành một đạo thần thông luân hồi đại khép kín, bao gồm thời gian 200 năm của cả ngươi và ta, còn có chiếc thiên dực cổ thuyền này nữa. Ta sẽ vặn vẹo thời gian 200 năm này, hình thành đến một mặt cắt luân hồi, chia ra làm hơn 24.000 phần, nhất nhất mà chém ra." Ông một tiếng, không gian luân sau đầu hắn chậm rãi chấn động, sau đấy luân hồi đằng bị hắn kích phát, tế khởi, bắt đầu điên cuồng diễn sinh, mọc bò lên trên thần nhân bàn cổ của chân thân hắn. Luân hồi đằng xuyên qua bí cảnh lục đạo trong cơ thể, tiến vào trong bí cảnh không gian, hình thành nên thất đạo luân hồi hoàn chỉnh. Đạo âm ầm ầm mãnh liệt, nổ vang chấn động, khiến người ta như mê như say. Trung Nhạc tiếp tục nói: "Mà muốn làm được một bước này, cần đại đạo không gian và đại đạo thời gian, thiếu một thứ cũng không được. Cho nên thất đạo luân hồi cũng không thể làm được. Ta cần sử dụng tới bát đạo luân hồi mới có thể chế tạo ra thành thần thông luân hồi đại khép kín vượt qua 200 năm." Lại thêm một thanh âm chấn động vang lên, sau đầu hắn xuất hiện đạo quang luân thứ 8, chính là đạo bí cảnh thứ 8 trong cơ thể hắn mở ra. Đây chính là lần đầu tiên trên thế gian có người mở ra bí cảnh thứ 8. Khí tức của Trung Nhạc điên cuồng được đề thăng, càng lúc càng khủng bố, càng lúc càng to lớn, thân thể càng lúc càng vĩ ngạn, khí thế càng lúc càng nguy nga. Hai tòa bí cảnh vũ và trụ đồng thời mở ra, khiến cho hắn có một loại cảm giác vũ trụ của bản thân viên mãn thành hình, trong cơ thể chất chứa lực lượng của toàn thể vũ trụ. Hắn đồng dạng đồng thời cảm giác được toàn bộ đại đạo tiên thiên trong cơ thể chính mình nằm trong trạng thái viên mãn, trạng thái hoàn mỹ. Chỉ cần hắn tùy ý khẽ động sẽ có thể phát huy ra hết thảy uy năng, thể hiện ra hết thảy đạo diệu của đại đạo tiên thiên. Khoảnh khắc này, hắn phảng phất như đã biến thành tập hợp thể của hết thảy tiên thiên thần ma, cường đại trước giờ chưa từng có. Trong thánh địa tiên thiên bắt quái của hắn ẩn chứa vô tận đạo diệu. Những đạo diệu này theo 8 tòa bí cảnh khởi động mà sống lại, lực lượng của 76 tòa thánh địa tuôn trào ra đáng sợ tới mức nào đây. Bất quá sau một khắc, Trung Nhạc rên lên một tiếng, khóe miệng tươm máu. Bí cảnh thứ 8 không thể tương dung với thất đạo luân hồi phía trước, chưa thành hệ thống, cơ hồ đè nát hết thảy 8 tòa bí cảnh. Ánh mắt của Phong Hữu Trung chớp động, nhanh chóng chạy loạn xung quanh Trung Nhạc. Từng đạo thần quang trên đầu ngón tay, 10 đầu ngón tay đột nhiên biến thành những cây ngân châm thon dài, nhao nhao đâm vào các nơi trên toàn thân của Trung Nhạc.
Vô số cây ngân châm đâm vào trong cơ thể Trung Nhạc, nhưng ở trong bối cảnh thứ 8 lại là một màn tràng cảnh khác. Đám ngân châm kia giống như từng cây cột trụ ngân sắc từ thiên ngoại đâm vào. Ngoài mặt đám cột trụ ngân sắc có văn lộ đồ đằng, huyền diệu phức tạp, không ngừng được lưu chuyển, lúc sáng lúc tối. Từng cây ngân trụ định trụ bối cảnh thứ 8 của Trung Nhạc, không cho nó dao động. Bước chân của Phong Hữu Trung không ngừng di chuyển, hai bàn tay không ngừng đánh xuống đám ngân châm kia. Chỉ thấy từng cây ngân trụ trong bối cảnh thứ 8 đâm xuyên qua vách ngăn bối cảnh thứ 8, đâm vào bối cảnh thứ 7, sau đó xuyên tới bối cảnh thứ 6, thứ 5, cuối cùng đâm vào bối cảnh đạo nhất của Trung Nhạc. Đám ngân châm này đã hoàn toàn chui vào trong cơ thể Trung Nhạc. Trung Nhạc thở phào nhẹ nhõm, giơ tay lên lau đi vết máu ở trên khóe miệng, rồi mỉm cười nói: "Nếu không có sự huynh, ta rất khó có thể ổn định bắt đạo luân hồi được. Người vẫn là quá mạo hiểm, thất đạo luân hồi vẫn chưa định hình, đã bắt đầu thí nghiệm bắt đạo luân hồi, xác suất tử vong cực cao." Phong Hữu Trung thở dài một tiếng nói: "Bất quá, lại là một trận thí nghiệm có ý nghĩa, ta rất thưởng thức hành vi cầu đạo mạo hiểm của ngươi." Sở dĩ Trung Nhạc yêu cầu Phong Hữu Trung cùng hắn bế quan, nguyên nhân chính là ở đây. Bất luận là Lôi Trạch, Thần Hậu hay là Thiên hoặc Càn Đô, kiến giải của bọn họ đối với thất đạo luân hồi cũng đều không thể bằng được Phong Hữu Trung. Kiến giải đối với bắt đạo luân hồi lại càng là thúc ngựa không kịp. Phong Hữu Trung là một tồn tại duy nhất trên tạo nghệ bắt đạo luân hồi có thể theo kịp Trung Nhạc. Có hắn ở đây có thể khiến cho bắt đạo luân hồi của Trung Nhạc duy trì một đoạn thời gian. Đương nhiên, một tầm nguyên nhân khác chính là đám người Lôi Trạch của thần quá mạnh, Trung Nhạc hiện tại vẫn không thể cắt đứt được tương lai của bọn họ. Bí cảnh không gian và bí cảnh trụ quang sau đầu Trung Nhạc bắt đầu dung hợp, hai loại đại đạo bí cảnh giao hòa, biến thành một đạo quang luân thể không bao phủ hai người bọn họ. Phong Hữu Trung nhất thời có một loại cảm giác vô cùng kỳ diệu. Hắn cảm giác được chính mình đã biến thành một bộ phận của đạo quang luân thời không này. Loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu. Sau đấy, hắn nhìn thấy vô số chính mình trong đạo quang luân thời không này. Vô số chính mình và Trung Nhạc đang đứng chung một chỗ đã tạo thành đạo quang luân thời không này. Mà dưới chân mỗi hai người bọn họ đều có một chiếc thiên dực cổ thuyền. Không chỉ như vậy, hắn còn cảm giác được vô số ý thức của chính mình. Đây là vô số mặt cắt thời không của chúng ta trong 200 năm tương lai. Trong đạo quang luân thời không kia, vô số Trung Nhạc nhìn về phía vô số Phong Hữu Trung, thanh âm thản nhiên nói: "Sư huynh, từ trong bất kỳ một mặt cắt thời không nào cũng có thể lấy ra hai người chúng ta, ngươi nhìn đây." Phong Hữu Trung lập tức nhìn thấy trong quang luân thời không, một gã Trung Nhạc trong đấy giơ tiên thiên thần đao trong tay lên, cua đao chém xuống. Sau đấy, một gã Phong Hữu Trung và một gã Trung Nhạc từ trong quang luân thời không đi ra, xuất hiện ở trước mặt hắn. "Thật là kỹ thuật như thần." Hai gã Phong Hữu Trung đồng thời tán thán nói: "Bản lãnh này của sư đệ quả thật đã đạt tới đạo cảnh. Người cắt ra thêm một cái chính mình nữa, ta cần cẩn thận nghiên cứu một chút xem cấu tạo của ngươi." Trung Nhạc khẽ một tiếng, không lại dừng lại, mà liên tiếp từng đao chém xuống, lấy ra thời gian 200 năm tương lai. Cứ cách mỗi 3 ngày lại lấy ra một lần, chém thời gian 200 năm thành hơn 24.000 phần. "Bất quá trong 200 năm này, chúng ta hẳn là không thể tu luyện được." Hơn 20.000 gã Phong Hữu Trung đột nhiên đồng thời đặt câu hỏi. "Thật ra tất cả chúng ta hẳn cũng chỉ có thể tồn tại trong thời gian 3 ngày. Chúng ta chỉ tương đương với tu luyện 3 ngày, thế nhưng thọ mệnh lại hao tổn 200 năm. Hơn 20.000 gã Trung Nhạc nhất thời gật đầu nói: "Phải, chính là đạo lý này." Toàn bộ Phong Hữu Trung lại nhất thời hỏi: "Vậy kẻ nào mới là chúng ta chân chính đây?" Tất cả Trung Nhạc chăm miệng một lời: "Tất cả chúng ta đều là chúng ta chân chính cả." Cho dù Phong Hữu Trung lại tồn tại như thiên nhân này, cũng bị trò đùa này khiến cho có chút hồ đồ. Hắn lẩm bẩm: "Thời gian vừa tới, tất cả chúng ta đều sẽ biến mất sao?" Từng gã Trung Nhạc tế khởi từng chiếc thiên dực cổ thuyền. Trụ quang luân sau đầu chuyển động, cắt về phía quá khứ. Hắn mỉm cười nói: "Thời gian vừa tới, thời gian không gian tiêu tán, tất cả chúng ta đều sẽ biến mất. Chỉ còn lại một cặp chúng ta cuối cùng. Lúc đấy chính là 200 năm sau rồi. Nhưng đối với tất cả chúng ta, chỉ mới trôi qua 3 ngày mà thôi." Từng chiếc thiên dực cổ thuyền chấn động dương buồm, lái về phía thượng cổ, chỉ lưu lại một cặp Trung Nhạc và Phong Hữu Trung đang đứng yên tại chỗ. Trung Nhạc tản đi bắt đạo luân hồi ở sau đầu, cùng Phong Hữu Trung đi ra thánh điện trong vực sâu. Trung Nhạc hội hợp với đám người Lôi Trạch, Thần Hậu, Càn Đô, Thiên, Mẫu Hoàng Đại Đế. Hắn chắp tay nói: "Các vị mời lên thuyền, ta sẽ tự giải phong ấn phẩm huyết, xúc động đại nguyên rủa của Hắc Đế và đại nguyên rủa của Đạo Thần."
Sắc mặt đám người Lôi Trạch cổ thần và thần hậu nương nương ngưng trọng, nhất nhất leo lên thiên dực cổ thuyền. Trung Nhạc hiện ra chân thân phục khi, ngồi xếp bằng xuống, chỉ nghe ầm một tiếng, huyết mạch luân của hắn mở rộng, huyết mạch chuyển động như luân, hết thảy phong ấn trong huyết mạch đều bị hắn kích phát. Chảm đao. Trung Nhạc tế đao, chém xuống một đao, chém vào trong huyết mạch luân. Các vị, ngồi vững một chút, ta mang các ngươi trở về 10 vạn năm trước. Thanh âm của hắn vang vọng, một thành phong ấn phẩm huyết cuối cùng bị hắn một đao chém nát. Nhất thời, nguyên rủa cổ lão bạo phát, một cỗ lực lượng bàng bạc đánh ngập tới, nghĩ muốn kéo hồn phách của hắn vào trong thời không đặc thù của 10 vạn năm trước. Nhục thân và nguyên thần của Trung Nhạc hiện tại đã tương liên với nhau, kết hợp làm một thể. Cỗ lực lượng kia lôi kéo hồn phách của hắn, cũng lôi kéo nhục thân của hắn, mà nhục thân của hắn thì bám chặt trên thiên dực của thuyền. Chỉ nghe một tiếng ngầm vang thật lớn, tất cả bọn họ nhất thời biến mất khỏi tại chỗ. Hắc đế, chúng ta tới rồi. 10 vạn năm trước, tại đệ nhất lục đạo giới. Đạo. 6 đạo thanh âm to lớn vang vọng trong đệ nhất lục đạo giới đã vỡ nát. 6 đạo quang luân sau đầu hắc đế xoay tròn, chia cắt không gian tinh hà của đệ nhất lục đạo giới đã vỡ nát kia ra thành 5 phần, phân chia thành 5 khu vực cấm khu thời không và không gian, lại cắt ra thời gian 1000 năm tương lai, bày ra 5 quan ải phong ấn. Nếu giải phong ấn, hồn phách sẽ gặp ta. Hắn cắt đứt 1000 năm tương lai của chính mình, mời tới 5 cái chính mình trong thời gian 1000 năm. 5 gã hắc đế lần lượt đi vào 5 cấm khu thể không độc lập kia, thân hình biến mất không thấy đâu nữa. Tiếp theo, cấm khu thể không thứ 6 hình thành, biến thành quan ải phong ấn thứ 6. Một đạo quang ảnh từ trên trời giáng xuống, tiến vào bên trong đấy. Sau đó hết thảy bình ổn trở lại, trở nên yên tĩnh vô cùng. Thời gian chậm rãi chuyển rời, đột nhiên có quang mang lóe lên, có nhân tộc đã kích phát đại nguyên rủa của hắc đế, linh hồn từ tương lai trở về, tiến vào cấm khu thời không thứ 1. Thời gian thong thả trôi qua, không ngừng có quang mang lóe lên, đó là những nhân tộc đã kích phát phong ấn nguyên rủa trong lịch sử. Bọn họ đã mở ra 2 thành phong ấn huyết mạch phục khi, bị đại nguyên rủa đưa tới cấm khu thời không thứ 1 do hắc đế bày ra này. Không biết bao nhiêu đạo quang mang lần lượt lóe lên, nhân tộc chết trong cấm khu thời không thứ 1 này nhiều đếm không xuể. Bọn họ tạm một khắc đột phá phong ấn, trở thành phục khi, liền thân tử đạo tiêu, chết trong cấm khu thời không thứ 1 ở 10 vạn năm trước. Mặc cho kẻ đó kinh tài tuyệt diễm, mặc cho kẻ đó tài hoa cái thế, cũng khó thoát khỏi cái chết. Một thời điểm nào đấy, một đạo quang mang bị truyền tống tới, cũng không lâu lắm, trong cấm khu thời không thứ 1 vang lên một đạo thanh âm không có bất kỳ đặc tính gì. Hắc đế, hắn là con cá của ta, người đã hành hạ hắn mấy trăm năm rồi, vậy cũng đủ rồi. Trong cấm khu thứ 1 truyền tới chấn động kịch liệt, sau đấy đạo linh hồn kia bị kéo ra khỏi cấm khu thời không thứ 1, trở lại dòng thời gian ban đầu của hắn. Thiên, mau cút ra khỏi cấm khu thời không này của ta. Một tiếng nổ vang kinh thiên động địa truyền tới, một mảnh thiên khung trong suốt từ trong cấm khu thời không thứ 1 chảy ra, biến mất không thấy đâu nữa. Cũng không lâu lắm, lại có một đạo quang mang bởi vì kích phát nguyên rủa huyết bạch phục khi mà bị kéo vào trong cấm khu thời không thứ 1. Không lâu sau đấy, sau bên trong cấm khu thời không thứ 1 phát ra quang mang sáng ngời. Đạo quang mang kia giống như một con đường vậy, dẫn dắt cỗ linh hồn kia trong bóng đêm hắc ám giãy giụa chạy ra khỏi cấm khu thời không thứ 1. Tần hóa. Cỗ linh hồn này yếu ớt kêu lớn. Tần hóa, chuyển thừa chi hóa của đại toại nó vẫn chưa dập tắt thì sao? Trong cấm khu thời không thứ 1 vang lên thanh âm của hắc đế có chút nghi hoặc. Lại qua không bao lâu, một đạo quang mang bởi vì kích phát nguyên rủa của tầng phong ấn thứ 2 bị kéo vào trong cấm khu thời không thứ 2. Nhưng đúng lúc này, một cỗ linh hồn vĩ ngạn từ quá khứ đi tới, bước vào cấm khu thời không thứ 2. Một nàng thiếu nữ tay cầm đèn lồng đi theo cỗ linh hồn vĩ ngạn kia tiến vào cấm khu thời không thứ 2. Ánh đèn rọi sáng không gian hắc ám, nàng đang tìm kiếm cái gì đó. Trụ hồn chi hóa, vũ trụ thần đăng, ta đã tìm ngươi rất lâu rồi. Một đạo thanh âm trầm thấp mà đáng sợ vang lên, tiếp theo lại là thanh âm đao minh vang lên, có kiếm quang kinh thế xé rách khắc ám của cấm khu thời không thứ 2. Thanh âm hắc đế nhất thể vang vọng, có kinh ngạc cũng có trào phúng. Phục Mân, ngươi đã chết rồi, ngươi đã chết 1000 năm rồi, hồn phách của ngươi chính là bị ta đánh nát kìa, ngươi vẫn còn đại hoành nguyện đi tới tương lai là muốn mưu đồ cái gì? Thanh âm của Phục Mân đạo tôn vang vọng. Tương lai của tộc ta, của tộc ta. Một đạo kiếm quang diệu thế xé rách khắc ám. Ngay sau đấy, từ trong cây đèn trong tay nàng thiếu nữ kia chợt bộc phát ra quang mang vô cùng chói mắt.
Trong ánh đèn kia, một đạo thanh âm vang lên. Ta biết rồi, ta biết vì sao tiểu nha đầu này lại việc nghĩa không chuẩn bước, cầm theo ta nhảy vào đây, quay trở về 10 vạn năm trước rồi. Ta đã biết ý nghĩa tại sao ta lại phải đi tới nơi này rồi. Hiện tại, chủng tộc của Tội Hoàng đã mất, chủng tộc của Phục Khi cũng sắp sửa mất rồi. Vì để lưu lại một Phục Khi cuối cùng, có lẽ ta cũng nên như vậy mà dập tắt à. Hắc ám đã bị quang mang đẩy lùi. Linh hồn một vị đại đế lão niên tay cầm đống lửa sắp sửa dập tắt, nói với gã thiếu niên Phục Khi trước mặt chính mình. Hài tớ, người nguyện ý dùng linh hồn của chính mình để đốt hắn lên hay không? Người nguyện ý dùng hồn phách vào thọ mệnh của chính mình trở thành dầu thắp của hắn, duy trì hắn không dập tắt hay không? Ta nguyện ý. Ta phải đi hoàn thành trận chiến 1000 năm trước đây rồi. Hài tớ, đừng quên lời thề hôm nay của ngươi. Tại trước khi ngươi chết đi, để cho truyền thừa chi hóa tiếp tục kéo dài xuống, không nên mang theo hắn vào phần mộ luôn. Thiếu niên Phục Khi thế, thần chết như đèn tắt, phải nhân dịp trước khi đèn tắt đốt lên một ngọn đèn khác đi. Sáu cấm khu thời không bình tĩnh trở lại, không một tiếng động. Trong trầm tịch vô thanh, thời gian thong thả chuyển hóa, xoay vòng trong phiến không gian cấm khu thời không. Từ lúc bắt đầu tới lúc kết thúc, lại từ lúc kết thúc tới lúc bắt đầu. Âm 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 âm. Một chiếc cổ thuyền to lớn ầm ầm xông vào cấm khu thời không thứ 5, tiến vào trong bóng tối hắc ám. Nơi này là một mảnh hắc ám thuần túy, không có bất kỳ quang mang gì. Trong bóng tối, một đạo thanh âm vang lên, cười ha hả lên tiếng nói. Tới rồi, Phục Khi. Ngươi có thể tránh thoát được mấy quan phía trước kia, nhưng cửa ải này ngươi tuyệt không thể chạy trốn được đâu. Trên thiên dực cổ thuyền đột nhiên vang lên một đạo thanh âm. Ánh sáng. Một cỗ quang mang nồng đậm bùng phát bốn phía, xoạt một tiếng đã rọi sáng toàn bộ không gian cấm khu thời không này. Chỉ còn lại một đoàn hắc quang là đang bị rọi sáng, hắc ám cũng không bị xua tan hoàn toàn. Đó là một tôn tiên thiên thần ma, là một tôn thần ma do đại đạo hắc ám thần túy cấu thành. Không ngừng có hắc ám va chạm với thần quang từ trên thiên dực cổ thuyền tuôn ra, liên tục không ngừng, ngươi tiến, ta thối. Quang mang trên thiên dực cổ thuyền dần dần không còn nồng đậm. Đạo quang mang vừa rồi là do cặp mắt của Tương Vương phóng xuất ra. Hiện tại đã rọi sáng được hắc ám, không cần liều mạng đối với hắc đế. Hắc đế nhìn rõ đám người trên cổ thuyền, trong lòng không khỏi đại chấn. Hắc ám toàn thân ba động nhấp nhô, hiển nhiên tâm tình cũng không chút bình tĩnh. Một lúc sau, thanh âm của hắc đế có chút khàn khàn nói. Phục Khi, người đã qua quan. Qua quan sao? Hắc đế, ngươi cho rằng năm cấm khu thể không mà ngươi bày ra là trạm kiểm soát hay sao? Trung Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, mỉm cười nói. Lần này chúng ta tới đây không phải là quá quan hay không? Lần này chúng ta tới là muốn giết chết hắc đế bệ hạ. Nếu hắc đế bệ hạ có thể chủ động tự sát đi, chúng ta ngược lại có thể vui vui vẻ vẻ, không cần phải động thủ. Hắc đế lâm vào trầm mặc, một lúc lâu sau mới nhàn nhạt nói. Thiên, ta cho rằng chúng ta là minh hữu kìa. Trên khuôn mặt không có ngũ quan của Thiên hiện ra một cái miệng, mỉm cười nói. Đó là trước đây, thời điểm Phục Môn Đạo Tôn còn tại thế, chúng ta là minh hữu. Nhưng hiện tại, hắc đế đã trở thành chướng ngại của ta. Hắc đế khẽ gật đầu một cái, quay sang nhìn về phía Càn Đô Thần Vương. Càn Đô đạo hữu trước giờ vẫn luôn không tranh với đời, sao hiện tại cũng nhúng tay vào vũng nước đục này vậy? Càn Đô Thần Vương thở dài một tiếng nói. Thân ăn nhờ ở đâu, không thể không có chút biểu hiện, xin hắc đế thứ lỗi cho. Ánh mắt hắc đế quét nhìn về phía Tương Vương, cười lạnh một tiếng. Tương Vương, người thật to gan. Tương Vương khẽ rụt đầu một cái, nhỏ giọng nói. Ta cũng không có cách nào, ai bảo ta cũng là thân ăn nhờ ở đâu. Hơn nữa, hắc đế ngươi đừng quên, trước đây các ngươi từng ám toán qua ta. Hiện tại ta bất quá, chỉ là ăn miếng trả miếng mà thôi. Hắc đế cười lạnh một tiếng, ánh mắt rời qua trên người Táng Linh, lại nhìn về phía Mẫu Hoàng Đại Đế, cười lạnh một tiếng nói. Sinh linh hậu thiên cũng xứng đánh một trận với ta hay sao? Mẫu Hoàng Đại Đế cười khanh khách nói. Hắc đế đừng hiểu lầm, lần này chúng ta tới đây cũng không phải là vì đối phó với ngươi, mà là muốn đối phó với đạo thần. Ngươi bất quá chỉ là đồ vật tặng kèm mà thôi. Loại chuyện tình giết chết thần vương thái cổ này thiếp thân đã từng làm qua mấy lần rồi, cũng không tính là gì là mới mẻ cả. Hắc đế hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lại rơi xuống trên người Lôi Trạch Cổ Thần và thần hậu Nương Nương, thế nhưng lần này cũng không lên tiếng. Hắn biết rõ thái độ của Lôi Trạch Cổ Thần và thần hậu Nương Nương đối với Phục Khi, bởi vậy cũng không cần nói nhiều.
Các người muốn giết ta cũng cần trả phải cái giá không nhỏ đâu. Hắc Đế nở nụ cười ngạo nghễ, hắc ám mầm rung chuyển, cười lạnh một tiếng nói: ta sẽ không khoanh tay chịu chết. Hắc Đế. Trung Nhạc nhẹ giọng nói: ngươi đã lỗi thời rồi. Ngươi mai một ở nơi này 10 vạn năm, ngươi đã theo không kịp thời đại. Giết ngươi không cần tốn hao bất kỳ cái giá nào cả. Ánh mắt của Hắc Đế chợt nhìn về phía hắn. Trung Nhạc nhất thời cảm thấy trong nội tâm hắc ám vô biên vô tận sinh sôi. Không chỉ là trong nội tâm, thậm chí ngay ở trong thức hải của hắn cũng tràn ngập hắc ám. Phục khí, cho dù ngươi có diệt trừ ta trong cấm khu thời không này, cũng không thể diệt trừ ta trong các cấm khu thời không còn lại. Phục khí thần tộc các ngươi đã định trước vẫn sẽ vì vậy mà diệt tuyệt. Hắc Đế lạnh nhạt nói: nơi này chẳng qua chỉ là một đoạn tương lai của ta mà thôi, còn có những đoạn tương lai khác nữa kìa. Ngươi có thể tránh thoát được mấy lần trước, nhưng hậu đại của ngươi, tộc nhân của ngươi, bọn họ tuyệt đối không thể tránh thoát được. Tất cả bọn họ đều phải chết tại quá khứ kìa. Trung Nhạc mỉm cười nói: Hắc Đế, 4 tôn chân thân còn lại của ngươi hiện tại cũng đã chết rồi. Các vị tiến hắn lên đường đi thôi. Lôi Trạch cổ thần tế khởi tiên thiên quả thụ, lắc lắc đầu nói: vì giết Hắc Đế sao? Cần gì phải vậy? Một mình ta đã có thể tươi sống đánh chết hắn được rồi. Bất quá thời gian quá cấp bách, chư quân cùng nhau tiến hắn lên đường thôi. Cũng tại thời điểm này, từng chiếc thiên dực cổ thuyền từ tương lai bay tới. Trên mỗi một chiếc thiên dực cổ thuyền đều có một gã Trung Nhạc và một gã Phong Hữu Trung. Vô số thiên dực cổ thuyền nhao nhao xông vào cấm khu thời không thứ nhất. Sư huynh, người nghĩ muốn bắt giữ Hắc Đế, cẩn thận nghiên cứu, sợ rằng là có chút không quá dễ dàng. Trong bóng tối hắc ám, hơn 24.000 đạo thanh âm trăm miệng một lời vang lên, mỉm cười nói: hắn ẩn nấp trong cấm khu thời không độc lập này, bắt giữ chấn áp hắn thì dễ dàng, nhưng mang ra ngoài lại là có chút khó khăn. Trong bóng tối lại vang lên vô số đạo thanh âm khác: nhưng hắn là không làm khó được sư đệ ngươi à. Hắc ám nhao nhao ba động, một quả nhẫn cầu to lớn xuất hiện. Bên ngoài quả nhẫn cầu hắc ám thuần một mảnh huần huyết hồng sắc, cười lạnh một tiếng nói: tiểu quỷ từ đâu tới? Âm âm. Quang mang vô biên vô tận bạo phát, từng chiếc thiên dực cổ thuyền đại phóng quang mang, rọi sáng cấm khu thời không thứ nhất. Trên vô số chiếc cổ thuyền, từng gã Trung Nhạc tế khởi tiên thiên thần đao, cười híp mắt nói: đương nhiên không làm khó được ta rồi, ta có thể phong ấn hắn trong thời không cầu. Bất quá, điều kiện tiên quyết là chúng ta không thể đánh chết hắn, cũng không thể để cho hắn tự sát kìa. Mà ta tự vấn bản thân, tựa hồ rất khó dằn lòng, không chém chết hắn được. Vũ Thành trụ quang huyền kinh sao? Hắc Đế trong cấm khu thời không thứ nhất nhất thời kinh hãi thất thanh nói: là ngươi, tên vật nhỏ kia, ngươi đã tu thành Vũ Thành trụ quang huyền kinh rồi sao? Không, không đúng. Vũ Thành trụ quang huyền kinh của ngươi có cái gì đó không đúng rồi. Sao ngươi có thể chém ra nhiều chính mình như vậy, hơn nữa còn có thể trở lại quá khứ như vậy? Âm âm. Vô số gốc luân hồi đằng đột nhiên nhao nhao bạo phát. Luân hồi đằng trong cơ thể vô số Trung Nhạc rất nhanh thống nhất bày tỏ bí cảnh của bọn họ, nhao nhao giết về phía Hắc Đế. Một lúc sau, trong cấm khu thời không thứ nhất bùng phát một đạo đao quang sáng ngời, xé tan cấm khu thời không thứ nhất thành từng mảnh. Từng chiếc thiên dực cổ thuyền bay ra, đám quang luân to lớn trên thiên dực cổ thuyền giống như từng đạo tinh hà cắt vào cấm khu thời không thứ hai. Trên từng chiếc cổ thuyền, từng gã Phong Hữu Trung quay sang nói với từng gã Trung Nhạc: sư đệ, lần này ngươi không cần xuất thủ, đao của ngươi quá nhanh, nhịn không được sát ý đâu. Lần này đổi thành ta lên, nhất định phải bắt sống hắn, ngàn vạn lần không được chém chết kìa. Ta muốn nghiên cứu Hắc Đế, càng nhiều Hắc Đế sẽ càng thuận tiện nghiên cứu hơn. Một lúc sau, cấm khu thời không thứ hai vỡ nát, từng chiếc thiên dực cổ thuyền bay thẳng về phía cấm khu thời không thứ ba. Gã Hắc Đế này quá yếu rồi, ta chỉ thoáng chút không cẩn thận đã đánh chết hắn rồi, là lỗi của ta. Bất quá thương thế của hắn nặng như vậy cũng không trách ta được. Hắn đã bị Phục Minh Đạo Tôn đánh bị thương, 200 năm rất khó mà khỏi hắn. Phía sau còn có 2 gã Hắc Đế nữa, lần này chúng ta nhất định là phải cẩn thận, không nên lại đánh chết bọn họ. Ở bên kia, cấm khu thời không thứ 5 giống như một quả cầu thủy tinh, răng rắc một tiếng vỡ nát. Hắc Đế mặc dù cực kỳ cường đại, thế nhưng Hắc Đế trong cấm khu thời không thứ 5 chẳng qua chỉ là Hắc Đế của 10 vạn năm trước, xa xa không thể sánh ngang với Hắc Đế hiện tại. Càng huống chi, cho dù là Hắc Đế hiện tại có mặt ở nơi này cũng chỉ sẽ ôm hận thu chàng, tuyệt đối không có kết cục thứ hai.
Nhóm cường giả này chính là Trung Nhạc hao tổn rất nhiều tâm tư mới tụ tập cùng một chỗ, là chuẩn bị dùng để đối phó với đạo thần. Ngoại trừ cơ hội lần này ra, Trung Nhạc cơ hồ không có khả năng một lần nữa hội tụ bọn họ cùng một chỗ, thậm chí nó không chừng còn trở thành địch nhân nữa. Diệt trừ Hắc Đế, đối với những tồn tại này ngay cả nóng người cũng không tính. Trung Nhạc đột nhiên thở hắt ra một tiếng, trầm giọng nói: "Đạo phong ấn thứ 6 đã tới, các vị cẩn thận." Trong lòng đám người không khỏi trở nên khẩn trương. Một cỗ lực lượng vô danh đột nhiên xuất hiện cuốn lấy toàn thân Trung Nhạc. Cấm khu thể không thứ 6 trong lúc bất chợt xuất hiện trước mặt mọi người. Cấm khu thể không thứ 6 này vốn dĩ cũng không tồn tại, căn bản không thể tìm thấy tung tích của nó. Cho dù là các tồn tại như Thiên, Lôi Trạch, Thần Hậu cũng đều không thể phát hiện nó ẩn giấu ở nơi nào. Hiện tại cấm khu thể không thứ 6 trong lúc bất chợt đã xuất hiện trước mặt mọi người. Nó phảng phất như trước đây không hề tồn tại, mà là ứng vận sinh ra, là do sau khi Trung Nhạc vượt qua cấm khu thể không thứ 5, lúc này nó mới được sinh ra. Cái này phi thường kỳ diệu. Trên khuôn mặt như tờ giấy trắng của Thiên hiện ra một con mắt nói: "Nói cách khác, cấm khu thể không thứ 6 này không nằm trong vũ trụ này của chúng ta, ít nhất là không nằm trong vũ trụ cổ lão, lục đạo giới, hư không giới và tử vi, cũng không nằm trong những thế giới này ở 10 vạn năm trước, nó ở trong đạo giới kìa." Trong lòng mọi người nhất thời nghiêm nghị, lời nói này của Thiên không sai, cấm khu thể không thứ 6 không nằm trong vũ trụ này mà là ở trong đạo giới bên ngoài vũ trụ. Nếu ở trong vũ trụ này, cho dù ở tế nguyệt quá khứ cũng không thể giấu giếm được cảm nhận của bọn họ, mà chỉ khi nó nằm ở đạo giới mới khiến cho bọn họ không thể cảm giác được. Cấm khu thể không thứ 6 hẳn là từ đạo giới hàng lâm tới nơi này, giáng ách kiếp thứ 6 cho Trung Nhạc. Cấm khu thứ 6 là từ đạo giới hàng lâm, đạo thần hẳn là không thể rời khỏi đạo giới trừ phi tự chém cảnh giới. Nói như vậy, Thần Hậu Nương Nương và Lôi Trạch của thần liếc nhìn nhau một cái, trong lòng đều cảm thấy có chút không ổn, tiếp tục nói: "Nói như vậy, đầu còn lại của cấm khu thể không thứ 6 hẳn là còn ở trong đạo giới kìa. Nếu chúng ta tiến vào cấm khu thể không thứ 6, có thể chính là tiến vào đạo giới đối kháng với một tôn đạo thần chân chính rồi." "Sao? Đầu còn lại của cấm khu thể không thứ 6 là ở trong đạo giới sao?" Sắc mặt của đám người đại biến, chỉ có điều có bất đồng. Trong lòng đám người Mẫu Hoàng Đại Đế, Táng Linh Thần Vương, Càn Đô Thần Vương đều tràn ngập lo lắng, duy chỉ có Thiên là ánh mắt sáng lên, khó giấu giếm thần sắc vui mừng. Hắn đối với đạo giới có thể nói là đạt tới trình độ si mê, gấp không kịp đợi muốn lập tức lột đi nhục thân mà chúng sinh đã ban cho, trở thành một tôn đạo thần chân chính. Hiện tại nghe được đầu còn lại của cấm khu thể không thứ 6 là ở tại đạo giới, trong lòng tự nhiên cực kỳ vui mừng. Hắn thầm nghĩ: "Nói không chừng đây chính là cơ hội ta tiến vào đạo giới." Trung Nhạc cật lực chế trụ hấp lực của cấm khu thể không thứ 6, nỗ lực kéo dài một chút thời gian. Thiên dực của thuyền không ngừng bị cấm khu thể không thứ 6 lôi kéo, từ từ bay về phía bên trong cấm khu, khiến cho hắn vô lực mà áp chế. Càn Đô Thần Vương lập tức xuất thủ trợ giúp hắn chấn áp cỗ lực lượng kia, thế nhưng cũng vẫn không chấn áp được, vội vàng nói: "Phục Hy, người bế quan 3 ngày trong tổ đình, thành quả bế quan đâu rồi? Chúng ta không thể tiến vào đạo giới. Tiến vào trong đạo giới quyết chiến với một tôn đạo thần chân chính tuyệt đối là vô cùng hung hiểm. Hiện tại hẳn là tới lúc thể hiện ra thành quả bế quan của ngươi rồi. Các vị giúp chúng ta một tay." Lôi Trạch cổ thần và Thần Hậu Nương Nương không chút cử động, hiển nhiên cực kỳ mong chờ đối với trận đại chiến này. Chỉ có Mẫu Hoàng Đại Đế và Táng Linh Thần Vương là xuất thủ hỗ trợ chấn áp. Thiên mỉm cười nói: "Không cần lo lắng, nếu đầu còn lại của cấm khu thể không thứ 6 thật sự là tại đạo giới, vậy chúng ta chẳng lại có thể thở ra một hơi. Chân thân của hai vị đạo hữu Lôi Trạch và Thần Hậu chính là đạo thần trong đạo giới, sao có thể ngồi yên nhìn chúng ta đi chịu chết được đây?" Trung Nhạc còn đang gắt gao đối kháng hấp lực của cấm khu thể không thứ 6, đột nhiên một cỗ hấp lực mênh mông hạo hãn lập tới, kéo hắn cả người lẫn thuyền vào trong cấm khu thể không thứ 6. "Không xong rồi." Da đầu của Trung Nhạc nhất thời tê dại. "Thần tương lai của ta và Phong Sư Huynh vẫn còn ở trong cấm khu thể không thứ 4, bọn họ phải làm sao mới có thể tiến vào đây được đây?" Cấm khu thể không thứ 6 soạt một tiếng thôn phệ thiên dực của thuyền, tiếp theo xoay tròn biến mất, vô tung vô ảnh, phảng phất như chưa bao giờ xuất hiện qua vậy. Trong cấm khu thể không thứ 4, "Được rồi, đã về khốn hắn rồi, chém hắn nào." Hơn 2 vạn gã Trung Nhạc và Phong Hữu Trung đoàn đoàn bao vây Hắc Đế. Luân hồi đằng xuyên qua biết cảnh nguyên thần của toàn bộ Trung Nhạc và Phong Hữu Trung, mở ra thất đạo luân hồi. Từng gã Phong Hữu Trung kêu lớn: "Không phải bảo ngươi chém thân thể hắn
mà là bảo ngươi chém đạo hạnh của hắn kìa. Gã hắc đế lần trước bị ngươi chém chết rồi, lại chém chết gã này nữa, chúng ta sẽ không còn bảo bối để mà nghiên cứu nữa rồi. Trung sư đệ, đao pháp của ngươi quá thô. Trong lòng Trung Nhạc không khỏi nổi xung thiên, từng thanh tiên thiên thần đao chém thẳng về phía hắc đế, chém tu vi và đại đạo của hắn. Hắn cao giọng nói, đao pháp của ta quá thô sao? Cho dù là thần vương thái cổ nhìn thấy đao pháp của ta cũng phải tán thán một câu tinh diệu, ở đâu ra mà thô chứ? Từng gã phong hữu chung nhau nhau xoay chuyển xung quanh, đánh từng đạo thần thông vào trong cơ thể hắc đế. Hắn nhàn nhạt nói, đao pháp của ngươi đại khí thì có thừa, chi tiết thiếu hụt, khí phách quá mạnh mà sơ suất tinh tế, bằng không trong cấm khu thứ ba ngươi cũng không lỡ tay mà chém chết gã hắc đế kia rồi. Từng gã trung nhạc lại nhất tề tranh cãi, sai rồi, trảm đạo của ta chính là đao pháp tinh tế nhất rồi, bất luận một môn thần thông đại đạo nào cũng sẽ bị ta phát hiện ra sơ hở, một đao hai đoạn. Vô số phong hữu chung cười lạnh nói, ngươi sai rồi, trảm đạo của ngươi có bóng dáng long giao tiễn của ta, long giao tiễn của ta có thể cắt đứt hết thảy thần thông, hết thảy đại đạo, phá giải hết thảy phong ấn, nhưng ta vẫn còn ghép bỏ nó quá thô. Sau khi ngươi học xong cải tạo lại đã càng lúc càng thô, ta cần đao pháp của ngươi càng tỉ mỉ hơn, càng tinh tế hơn kìa. Tồn tại như hắc đế bậc này, bất luận một hạt hắc quang nào cũng đều chất chứa đại đạo của hắn. Ngươi có thể một đao chạm phá đại đạo hắc ám trong hạt hắc quang, liền xem như làm được tinh tế rồi. Ngươi một đao chém xuống, thường xuyên chính là chém chết hắn, nhưng lại không chém được tu vi của hắn xuống. Không chém được tu vi của hắn, làm sao bắt được hắn đấy? Khóa lại trong thời không cầu mà chậm rãi nghiên cứu đấy. Hắc đế đột nhiên giận dữ quát lớn, tiểu bối ẩm ý đủ chưa? Tất cả trung nhạc và phong ngữ chung nhất tề quay đầu lại trợn mắt mà nhìn hắn, chăm miệng một lời quát lên, ngươi câm miệng, không có chuyện của ngươi. Sư đệ, đạo pháp của ngươi chính là đạo pháp bá đạo, thế nhưng mất đi chi tiết như vậy rất dễ dàng xuất hiện sơ hở. Phong ngữ chung tiếp tục nói, hiện tại khó có thể giúp ngươi bổ toàn được, ngươi tới chém tu vi hắn, ta sẽ bù đắp chi tiết, chỉ còn lại một gã cuối cùng rồi, lần này ngàn vạn lần không được sơ suất gì. Đúng vậy, chính là như vậy, chém đại đạo của hắn, chém tu vi của hắn cũng không tới mức thương tổn tính mạng của hắn ta đâu. Tốt, hắn đã không còn bao nhiêu khả năng rồi, chui vào trong cơ thể của hắn, chém hết thảy bí cảnh của hắn. Phải, cẩn thận một chút nào, đừng lại giết chết hắn ta, đây là một tên cuối cùng, biết theo không hả? Vô số trung nhạc và phong ngữ chung đột nhiên kịch liệt thu nhỏ lại, lần lượt chui vào trong cơ thể hắc đế, tràn loạn trong từng tòa bí cảnh trong cơ thể của hắn, phá hư mỗi một tòa bí cảnh trong cơ thể hắn. Hắn muốn tự sát, không thể để cho hắn tự sát được, mau chui vào thức hải của hắn, khống chế tinh thần, chém tinh thần của hắn đi. Không phải là bảo ngươi chém toàn bộ tinh thần của hắn, nếu ngươi chém hư đạo tâm của hắn rồi, vậy dằn vặt hắn sẽ không còn bất cứ thú vị gì nữa đâu. Một hồi lâu sau, ngàn vạn trung nhạc và phong hữu chung nhau nhau bay ra, toàn thân hắc đế cứng ngắc, bị định trụ ở nơi đấy. Trong cơ thể của hắn, từng cỗ hắc quang nhau nhau ba động, giống như vô số ma chảo, dãy rụa tới lui lui, thế nhưng thủy chung cũng không thể đột phá được sự chấn áp của trung nhạc và phong hữu chung. Mang hắn rời khỏi cấm khu thời không này, căn bản là không có khả năng rồi, chỉ cần mang hắn ra ngoài, dòng thời gian của hắc đế sẽ khôi phục lại bình thường. Thân quá khứ của 10 vạn năm trước này sẽ trở thành thân hiện tại mà biến mất đi, nên chỉ có thể phong ấn hắn trong thời không luân hồi mà hắn không cách nào phá giải. Từng gã trung nhạc đứng yên tại chỗ, trầm giọng nói, thời không luân hồi này hắn nhất định phải không cách nào phá giải được, bằng không nếu để cho hắn phá giải, hắn sẽ có thể chạy thoát, sẽ có thể khôi phục lại tu vi thực lực được. Hắc đế đột nhiên đình chỉ dãy giụa, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên, nhìn về phía vô số trung nhạc và phong hữu chung, giống như đàn kiến chi chít trước mặt, cười ha hả nói, tiểu bối, ngươi lại muốn dùng thời không luân hồi phong ấn ta sao? Vừa rồi gã trung niên kia nói không sai, đạo pháp của ngươi quá thô, tạo nghệ trên phương diện luân hồi so với ta hiện tại thậm chí còn thua kém hơn rất nhiều. Ngươi dùng thời không luân hồi phong ấn ta nhất định sẽ bị ta phá giải, cho nên ta chỉ có thể thi triển thời không bắt đạo luân hồi tiến hành phong ấn tế. Từng gã trung nhạc mạnh mẽ thôi động luân hồi đằng, đồng thanh mà quát lớn, sư huynh mau giúp ta một tay. Từng tầng đạo quang mang sau đầu, vô số trung nhạc nhao nhao đại phóng, vô số bí cảnh đạo nhất, âm dương, thần tài, vạn tượng, ngũ hành, huyết mạch, không gian và trụ quang theo thứ tự mở ra. Thân hình từng gã phong hữu chung chấn động, trợ giúp đám trung nhạc ổn định bắt đạo luân hồi. Vô số trung nhạc quát lớn một tiếng, bắt đạo luân hồi sau đầu biến thành tám đạo quang mang,
một gã tiếp theo một gã động thủ bao phủ hắc đế trong tám đạo quang mang. Chỉ nghe ông một tiếng vang khẽ, tám đạo quang mang kia đột nhiên xoay tròn chuyển động, tuần hoàn chuyển hóa, hình thành một quả quang cầu thật lớn vây khốn hắc đế vào trong quang cầu. Hắc đế, phong ấn này có tổng cộng 24.333 đạo, mỗi một đạo đều cất giấu vô số biến hóa của bát đạo luân hồi. Nếu ngươi có thể đi ra được, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản ngươi, mặc cho ngươi rời khỏi. Thanh âm của Trung Nhạc vang lên bên ngoài khỏa thời không đại luân hồi cầu này, không nhanh không chậm nói: hiện tại ngươi có thể thử phá giải xem sao. Trong thời không đại luân hồi cầu, hắc đế cười lạnh một tiếng, vận khởi tu vi phá giải chấn áp của Trung Nhạc và Phong Hữu Trung, đảo mắt quan sát khắp nơi, sau đó bay thẳng ra ngoài. Hành động này của hắn không phải tầm thường, lập tức nhìn thấy không gian mở rộng vô tận. Không gian thời không cầu vừa rồi chỉ đủ miễn cưỡng dung nạp hắn, hiện tại đột nhiên sản sinh ra không gian vô lượng. Chỉ là Vũ Thanh trong Vũ Thanh trụ quang mà thôi, căn bản không chấn áp được ta đâu. Sắc mặt của hắc đế bất biến, thôi động Vũ Thanh trụ quang huyền kinh, nỗ lực cắt ra thời không trong thời không cầu. Đột nhiên chợt thấy hoa mắt, chỉ thấy từng tôn thần vương vĩ ngạn vây quanh một tôn chúa tể chư thần đi tới. Thân thể của hắc đế không khỏi đại chấn, thất thanh nói: đại thư mệnh sao? Không, không đúng rồi, đây là ảo giác do hắn khống chế ký ức của ta đọc được, cố ý hiện lộ ra, cũng không phải là chân thật, đại tư mệnh này là giả. Đại tư mệnh theo tiếng nhìn lại, khẽ nhíu mày, phân phó thuộc hạ nói: hắc thần làm càn rồi, bạch thần lôi hắn xuống chân áp đi. Từng tôn thần vương nhao nhao bay tới, rất nhanh đã bắt giữ hắc đế. Bạch đế cười hăng hắc nói: chân áp hắn quá phí công, không bằng giết chết hắn đi, dù sao hắn vẫn có thể phục sinh trở lại. Đại tư mệnh từ chối cho ý kiến, dưới sự tiền hô hậu ủng của vô số thần vương chậm rãi đi xa. Bạch đế lướt nhìn về phía hắc đế, cười lạnh một tiếng, nâng kiếm chém xuống. Cái đầu của hắc đế lăn lộn trên mặt đất, sau đấy vội vàng chạy theo đại tư mệnh. Trong đầu hắc đế một mảnh hỗn loạn, cảm thấy tính mạng của chính mình đã đi tới điểm cuối. Trong lúc bất chợt, hắn đột nhiên tỉnh lại, sau đấy nhìn thấy chính mình vẫn còn đứng yên tại chỗ. Là ảo giác. Hắc đế định thần trở lại, thôi động Vũ Thanh trụ quang huyền kinh, phóng người bay lên. Thân thể của hắn đột nhiên đại chấn, nhìn thấy đại tư mệnh và đám thần vương đi tới. Lại là ảo giác rồi. Hắc đế cười lạnh, xoay người bỏ chạy. Đại tư mệnh đột nhiên phân phó thuộc hạ: hắc thần lại làm càn rồi, bạch thần người lôi hắn xuống chấn áp đi, khiến cho hắn ghi nhớ thật lâu vào. Chấn áp hắn quá phí công, không bằng giết chết hắn đi. Trong đầu hắc đế một mảnh ngây ngô đần độn, một lần nữa tỉnh lại, phát hiện chính mình vẫn còn đứng tại chỗ. Ảo giác, nhất định là ảo giác rồi. Bên ngoài thời không cầu, từng gã Phong Hữu Trung nhau nhau quan sát tình cảnh trong thời không cầu, lộ ra thần sắc nghi hoặc hỏi: sư đệ, trong thời không cầu này của ngươi có tổng cộng bao nhiêu loại biến hóa vậy? Trung Nhạc mỉm cười nói: vô cực, nếu hắn có thể phá giải loại biến hóa thứ nhất, hắn sẽ phát hiện phía sau còn có vô cùng vô tận biến hóa chờ đợi hắn ta. Mà đây cũng chỉ là cửa ải thứ nhất thôi, phía sau còn có 24.333 cửa ải nữa kìa. Thưa quý vị khán giả thân mến, tập 328 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.